Và cái quy sử dụng thứ hai là quy sử dụng mắt thôi. Cái đường mắt này là những cái cuộc offline trước, cái quy chúng ta nói sơ về cái mắt rồi. Cái mắt nó có cái hay của nó. Nếu ai trước khi mình có dùng cái đường mắt này là các quy nó nói thế này này. Trong tất cả các indicator, cái nào nó cũng đều có cái hay riêng của nó. Nếu chúng ta đào sâu nghiên cứu kỹ cho nó, nắm bắt được nguyên lý hoạt động của nó rồi thì cái hiệu quả nó sẽ không ngờ. Đây, các quy này thành con bướm này. Các quy có thấy không? Trong cái tên này, khi xuất hiện con bướm này á là nó báo cho chúng ta biết trạng thái mua. Thị trường đi xuống nè, cái indicator nó báo cho chúng ta biết là trạng thái mua. Mua là gì? Nó bắt chúng ta mua ngay đâu? Cái vạch đỏ nó xuất hiện ngay đây nè. Khi mà cái nến á, nó chạy tới đây là nó báo chúng ta mua rồi. Nhưng á, với cách đọc mình không có vội vàng gì phải vào lúc này hết. Vào lúc này là thua rồi, là cái giá chúng ta không tốt nhất. Thành ra mà nói cái indicator này nó chỉ đúng 50-55% là vấn đề đó. Khi chúng ta đọc tiếp cái market của thị trường này, khi xuất hiện về cái chiêu này thì chúng ta đọc tiếp này. Với cái mô hình nến này thì bóng trên nó rất là dài, bóng dưới nó đặt, thì nó sẽ thể hiện một cái lực bán tháo thị trường vẫn khả năng tiếp tục xảy ra. Chúng ta chờ đợi tiếp. Xuất hiện mô hình này chúng ta vẫn không bán vội, chúng ta sẽ chờ cái nến tiếp theo. Thì cái nến này nó xuống tiếp tục tới đây nè. Chúng ta thấy là ồ, vậy là mình đúng rồi, mình nhận định thị trường đúng. Khi nó bật lên đây chúng ta hối tiếc và vào, không cần vội. Quan trọng cái nến này nó dứt là giá nào mới là vấn đề quan trọng. Khi cái nến này nó bật lên, nó lại tiếp tục giảm xuống, nó thể hiện vẫn cái đạn trái bán xuống. Chúng ta vẫn biết rằng là cây nến sau nó sẽ có ít nhất một con sóng về. Có một điều thú vị nữa là những cái ai mà đo dùng cái máy tính mà đo ở trên đây, giả sử như là 1423, ở đây là bao nhiêu, chênh lệch nhau là 30 bip, thì khoảng cách nó về dưới đây nó tương đương con số gần 30 bip. Đa phần con số hết 60-65%, nó sẽ về khoảng tương đương với gần 30 bip. Nếu chúng ta đánh theo market, thấy cái nến này nó xuống ở đây là chúng ta có thể canh bán được rồi. Cái điểm stop loss chúng ta là gì? Là cái mô hình này nó có cái khung hình chữ nhật. Điểm stop loss chúng ta là nằm ngay cái đáy của hình chữ nhật đó. Cái đáy hình chữ nhật của nó không có nghĩa là tức là chúng ta sẽ bay ngay đây nè. Chúng ta không có tài giỏi gì bay được ngay đây hết trơn á. Tại chúng ta phải chờ market nó ngừng, chúng ta mới dám bay. Khi cái nến này ngừng là ngừng chỗ nào? Chúng ta mua ngay đây nè. Ngay cái nến này khi dứt nè. Mọi người hỏi tại sao mình mua giá, chấp nhận mua giá cao vậy? Tôi chấp nhận mua giá cao là tại vì tôi đi theo thị trường, chứ không phải là tôi vẽ thị trường. Thị trường nó đi đâu, tôi đi đó. Thị trường bây giờ nó bắt đầu nó báo lên, thì đó là lúc tôi mua. Chứ không phải là tôi dò đáy để mà tôi mua khúc này mà hay. Những người nào mà nó mua được cái đáy này của nó thiệt là thánh rồi, không phải là người nữa. Chúng ta chỉ đi theo thị trường chứ không phải là chúng ta đi theo một cái gì hết trơn á. Vậy đây là giá này thì các quý mua cái đây nè. Còn một điều nữa là cái mô hình này nè. Nếu chúng ta mà kết hợp cái chạc hồi nãy là chạc 30 phút, nó thể hiện cho chúng ta trạng thái mua. Những người nào đánh chạc 30 phút á, là khi mà con bướm á nó mất, là cho là biết là cái lệnh nó bị cắt lót. Khi mà con bắt đầu á, chúng ta đã bay đúng hướng rồi, chúng ta phải xem xét để mà kịch thị trường này. Đây, bay lên, đập cái nến, nó tạo thái trạng thái gọi là cái nến này nó vào trạng thái lưỡng lự của thị trường, mua bán bằng nhau. Tới đây á, gọi là phe sale á, là chiếm đa số, nhưng mà vẫn không thể phá cái bóng trước này. Do sao vậy? Do những cái nến này á, là giai đoạn cuối của market rồi, tức là còn riêng của thị trường global không à. Đó là thị trường, không phải là một thị trường mạnh, chúng ta không việc gì phải lo hết. Chúng ta chỉ lỗ, cắt lỗ khi nào? Tới đóng cửa một cái nến nào dưới giá này. Mình nói là cái intercon này thì trúng 50% là gì? Không phải chúng ta lúc nào cũng máy móc cắt lót ngay đây hết trơn á. Không phải. Chúng ta chỉ xem xét lại một quá trình đến trước đó. Market này thôi. Hình nó không có chạy. Quá trình trước đó là chúng ta sẽ thấy là trước đó ngay khung giá này này, bên này nó sẽ có dưới lại khoảng 15-20 pip. Nó xuất hiện một cây nến ngày mới. Cái chỗ đó mới là cái cản mạnh cho chúng ta cấp lót. Nó chỉ giảm mạnh khi nào phá chính thức cản đó. Có nhiều lúc á, nhiều lúc nó phá qua cái hình chữ U này, nó đi luôn. Nó đi xuống chút xíu nữa là nó bật lên lại. Và mọi người nói sao mà kịch nó hay quá vậy ta. Nó thấy lệnh mình hay sao á, nó cắt mình xong nó giọt lên à. Không phải tại vì vấn đề là gì. Có nhiều lúc mà mình xác định cái điểm và cái điểm cấp lót của mình á, so với những ngày trước á, gọi là cản mạnh á, nó lại là không chính xác lắm. Còn những cái bạn nào á, mà cái cản mạnh mà chúng ta không xác định được á, thì có thể sử dụng cái phần mềm khác. Nó có một cái phần mềm gọi là phần mềm cản mạnh à. Có một điều nó vui này nè, là có một cái công cụ mà nó đo được cái lực mua, sức bán của thị trường. Là khi 1.000 người bán xuống mà 1.000 người mua lên,
mà giá market nó tăng, giá thị trường nó tăng, cái bóng nến nó vẫn là một cái nến xanh, thì chúng ta nói rằng đó là lực mua tăng. Nếu 1.000 người bán xuống mà 100 người mua lên thôi, 100 người mua lên thôi, nhưng mà market nó vẫn xanh thì coi chừng. Nó nói lên chúng ta cái điều gì? Là có 100, 1.000 trader bay xuống, nhưng mà chỉ có 10% số lượng bay lên thôi, nhưng mà nó vẫn đủ sức đẩy thị trường lên. Chúng ta sẽ nói đó là những ông lớn á, ví dụ ông lớn giống như ông Kobe nè, ông mua lòng tốt lắm á. Thành những mình thấy mà xuất hiện á, số lượng mua mà nó ít, số lượng bán mà nhiều, mà cái nến đó là lại là một cái nến xanh của thị trường á, là chúng ta phải coi dò chạy ngay, mặc kệ thị trường lúc bây giờ lãi lỗ không cần biết, thoát hết bằng không ra tính sau, còn mất ăn cũng chẳng sao, đó nó gọi là bảo vệ hàng. Đây là số lượng buy sell này, số lượng buy là nằm ở trên 756, số lượng sell dưới là ngang 2.241 cái lệnh vào thị trường. Số lệnh, cái lệnh nhập vào thị trường bao nhiêu á, đã thống kê lên này, của một cây nến nha, cái lệnh này là của một cây nến đang chạy nha, tức là cây nến này nè, đó. Nếu mà cây đang bay, cái số lượng bay áp đảo mà thấy cây nến này mà trắng hả, cái quy co dò chạy ngay, mặc kệ nó không biết lãi hay lỗ, số lượng bay khủng khiếp cái đó mà cái nến này nó vẫn trắng nữa thôi chứ để làm cái gì. Lệnh sell là lệnh sell bay lên, lệnh sell xuống nè, và lệnh bay lên nè, nó ngắn nè, cái bay là 756, sell xuống 2.241, nó nói là điều gì? Là số lượng sell xuống rất là kinh khủng, nhưng mà cái nến này á nó vẫn không giảm nổi, không có giảm nổi, thành ra qua ngày cái nến hôm sau khả năng tăng rất là lớn. Chỉ cần khi một trong những cái bọn mà sell xuống nó bỏ cuộc là coi như xong, thị trường nó sẽ bật rất là mạnh. Chúng ta theo market là tức là chúng ta đi theo đám đông một thị trường. Đám đông là đa số là chúng ta theo gọi là big boss á, mấy ông lớn chạy đâu mình chạy đó. Chúng ta phá cản, chúng ta chơi giống như xì tố vậy, cầm hai xì chơi nó liền. Đó là vấn đề quan trọng, phá cản, theo lên, stop loss, dời lên. Còn cái to thứ hai nữa là giờ này market nó không có chạy thì nó sẽ không có hiện lên, nó không có hiện lên được cho chúng ta. Còn vấn đề nữa là chúng ta sẽ mở, Huy sẽ mở thêm cái đường mắt đây này, nó rất là thú vị. Là cái đường mắt này á, là các quý nghiên cứu khoảng một thời gian rất là dài mới thấy cái sự hiệu quả của đường mắt của nó. Cái đường trắng này thông thường á là hết 95% phá xuống đóng dưới nó, đóng dưới cái đường trắng này thì khả năng thị trường sẽ tiếp tục giảm điểm rất là lớn. Ngược lại, nếu nó phá cái đường mắt trắng này mà nó nằm trên thì khả năng thị trường của nó sẽ tiếp tục đi lên rất là cao. Chúng ta để ý, chúng ta có thể kiểm nghiệm nó bất cứ thị trường mà cái đường mắt này nó chạy song song hay là cái nến đang chạy, tức là cái khả năng kịp thời nó rất là đúng, chúng ta không cần phải lo, không phải đợi đằng kia. Cái đường trắng này ví dụ này, khi nó phá cái mắt này xuống này là tiếp tục cái xu hướng, nó vẫn tiếp tục nó đi xuống. Mình gọi là cái chiêu này là một trong những cái chiêu để ta xác định đi theo market của nó. Cái chiêu này cộng cái chiêu đọc nến cộng theo cái market mathematics chúng ta đánh á, thì coi như là chúng ta được 3 chiêu rồi. Nếu mà được con bướm với lại bên kia hỗ trợ nữa là chúng ta được tới 5 chiêu rồi, thì cơ hội chúng ta đã trên 75% của thị trường, chẳng có việc gì phải lo cả. Khi xuất hiện hôm nay cộng với mắt trên dưới, ok, chơi. Ngược lại, nếu nó phá lên, mình không có tài thánh gì mình mua cái chỗ này. Khi mà market nó cắt lên nè, qua mắt lên, rồi chơi liền. Nó mới dứt cái nến này là chúng ta thấy nó bộ ổn rồi, chơi liền, bay lên. Cứ thế market chừng nào mà nó đóng xuống á, là lúc bây giờ thị trường nó mới đi xuống. Khả năng đúng của cái mắt này nó khoảng trên 70%, chúng ta có thể áp dụng được. Còn một điều nữa là chuẩn bị thấy cái đường vàng này. Khi á, hai cái đường vàng này, cái sự giao nhau của nó sẽ chậm, mắt nó sẽ bị chậm, nó sẽ báo độ trễ của thị trường càng nhiều hơn. Khi lúc đó là chúng ta sẽ tố thêm, khi xe xuống là chúng ta bán xuống. Lúc bây giờ hai mắt nó cắt nhau, tiếp theo qua hai mắt này nó cắt nhau, là chúng ta tiếp tục cái hai mắt nó cắt nhau này giao nhau đây, là tiếp tục bán tiếp, gọi là tố nó mà cái can L2 cũng chấp lót lên. Khi nó về đây là chúng ta sẽ dùng cái market đó để mà chốt lời hay đóng lỗ và đóng lại của mình. Thật sự mà nói nghe, nếu mà đọc market chỗ này, cái mô hình á của những cái công ty nước ngoài họ làm á là mô hình 3 nến, 4 nến, 5 nến thôi. Một cái nến trắng xuống, 3 cái nến giữa và một cây trắng xuống. Cái nến trắng xuống nó phá của cái đáy, có đóng giữa dưới đáy của này á, thì thị trường nó sẽ tiếp tục xuống nữa. Mà ngược lại, HQ
tin ba và tin luôn cả bốn luôn. Rồi tại sao vậy? Tại vì nó phá luôn cái đáy này, mình gọi nó là cản, là gọi là cản động của nó rồi, chứ không phải là cản kiến thức nữa. Cái cản động nằm ngay đây rồi, cái nến này phá xuống là ok, yên tâm, không có vấn đề gì phải chạy cả, không cần phải chết vội. Khi xuất hiện cái nến này, nó dưới cái nến này, trên dưới luôn ba cái nến này, ok, tiếp tục theo thị trường đi xuống. Thế tiếp rồi đi xuống, xuất hiện cái bóng này này là coi chừng này này, xuất hiện đến này là thể hiện cái sự mua lên của thị trường rất là cao, là chuẩn bị giờ này cũng chưa coi giò chạy, chúng ta vẫn thấy cái nến này vẫn còn là nến trắng mà. Nếu mà cộng cái lệnh này nữa mà phe sale á vẫn còn ủng hộ thì không có vấn đề gì, nó tiếp tục qua cái nến này thì các quý sẽ chạy cái giá ngay đây nè. Các quý không có tài tình gì gọi là ăn tới đây được đâu, không tài nào ăn được. Tại sao vậy? Khi xuất hiện mô hình hai cái nến này á, nó thể hiện cho chúng ta biết á là bóng nến của cây bánh nến trắng này này, nến rỗng này nè, nó vượt quá 50 của thằng trắng này rồi, nó đóng cửa, tức là dứt điểm của nó đã hơn thằng 50 rồi. Các vị tôi đây là thôi yên tâm, tôi ăn ít thôi, tôi nhảy ra chắc ăn bằng không. Ngược lại, các vị không tài tình thì bay ngay đây, các vị chỉ bay ngay đây nè. Đó, cách chơi của market đó, là chúng ta vừa kết hợp các indicator này, vừa cái mắt, vừa cái đọc cách đọc nến của mình, vừa cái ma trận của nó mà chúng ta đánh. Nó gói gọn lại gọi là 6 chiêu thôi, mà nói cho vui gọi là lục chỉ cầm ma. Giả sử nghe, còn 15 giây nữa hết thị trường, 15 giây nữa cái nến này sẽ hết. Cái nến hết thì không, nó sẽ có một cái bộ đếm nến, chúng ta cái indicator đó chúng ta sử dụng đi, nó vẫn nằm ở trên đây. Chúng ta sẽ thấy rằng á, là sức mua của thị trường nó rất là lớn, nó gần như không thể cái nến này đóng cửa dưới cái nái này được, thì chúng ta có thể bay trên được chỗ này chút đỉnh này. Thấy còn mấy 5-10 giây nữa nó hết cái nến nè, cái nến nó khả năng xuống không có, là chúng ta có thể chơi được rồi. Cái đó gọi là vào lệnh sớm của thị trường. Nếu giả sử chúng ta sau khi vào lệnh sớm xong mà cái mắt này tụt xuống ở đây hả, thôi tôi chạy luôn cho rồi, chấp nhận mất 5-3 pip coi giờ chạy. Tại vì khi nó nằm dưới cái mắt này á là khả năng xuống nó vẫn còn nữa, tại sao chúng ta phải ôm thị trường, cắt lỗ nhảy ra, ai muốn làm gì làm.